Bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ cập nhật mang đến anh chị và các bạn tham khảo qua về một chiếc xe 7 chỗ rộng rãi nhập khẩu nguyên chiếc. Với chiếc Suzuki XL7 máy 1.5 số tự động, sản xuất là năm 2020 và đăng ký là năm 2020. Có ngoại thất là màu đỏ mận, đăng ký tên cá nhân, một chủ từ mới. Xe đã lăn bánh quãng đường cực kỳ ít. Cam kết cho anh chị và các bạn về chất lượng của chiếc xe trên văn bản hợp đồng giấy tờ. Xe không bị đâm va, không bị ngập nước, bao check test mọi nơi. Hỗ trợ sang tên di chuyển, giao xe toàn quốc. Trả góp thì em vẫn có hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn từ 50 đến 70% giá trị xe. Thời gian vay, lãi suất cụ thể, chi tiết thì các bác có thể trao đổi cùng em theo số điện thoại trên màn hình để nhận được các hỗ trợ tư vấn từ bên đơn vị. Đầu xe thì ta có thể thấy qua thì xe có trang bị hệ thống đèn LED kết hợp với đèn xi nhan dạng halogen, giải LED daylight, rồi là đèn gầm. Với những cái chi tiết của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ đẹp. Mâm nốp của chiếc xe thì dàn nốp lại của chiếc xe đã được thay mới hoàn toàn rồi anh chị nhé. Các bác có thể tham khảo qua về những phần rãnh nốp của chiếc xe để mình cùng cảm nhận và đánh giá qua với em. Gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ. Và xe thì có trang bị cho anh chị và các bạn mở cửa thông minh, cánh lái, cánh phụ, hệ thống giá lốc thể thao hay là dán kính. Và bác chủ đã dán kính màu rồi anh chị nhé. Các bác mua về sẽ không phải dán thêm nữa. Ở phần đuôi xe thì nó sẽ có những cái tạo hình thể thao, rồi là những cái chi tiết bóng đèn hậu, hay là những phần cốp của chiếc xe vẫn sử dụng là cốp cơ. Tính năng an toàn thì nó vẫn đầy đủ cho anh chị và các bạn. Cảm biến, cam đùi, đèn cảnh báo, gạt mưa. Không gian cốp chứa đồ của chiếc xe thì nó cũng khá là rộng rãi cho anh chị và các bạn để được nhiều đồ. Với mẫu này thì nó sẽ phục vụ cho những anh chị và các bạn hay mà kinh doanh dịch vụ mà cần xe 7 chỗ dịch vụ trong đô thị. Đấy. Khi đi 7 người, cần 7 người thì mình có thể là gia tăng thể tích bằng cách dựng hàng ghế thứ 3 lên. Còn khi không thì mình đi 5 người và gập hàng ghế thứ 3 xuống để lấy cái chỗ để đồ. Mẫu này thì nó rất là đa dụng cho anh chị và các bạn có thể sử dụng. Các chi tiết đường nét về những con ốc đinh tán của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể cảm nhận qua cùng em. Đấy, mọi chi tiết nó vẫn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo cao. Ghế ngồi của chiếc xe có trang bị cả tựa đầu đầy đủ, tuy là mẫu rẻ thôi nhưng mà nó vẫn mang lại cái tiện ích cho người dùng. Như cái tựa đầu này nó sẽ rất là hữu ích cho anh chị và các bạn mà khi đi đường dài mình sẽ không bị mỏi cổ. Còn cái dây đai an toàn thì nó cũng vẫn trang bị đầy đủ ở hàng ghế thứ 3 với hai bộ dây đai an toàn. Và bây giờ thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về không gian khoang lái của chiếc xe để anh chị và các bạn cùng cảm nhận với em về chiếc xe em đang cập nhật cho anh chị và các bạn. Đây là những phần hệ thống keo chỉ này, hệ thống táp ly này, với táp ly bọc lỉ anh chị nhé. Nội thất là ghế da pha lỉ. Bác chủ thì lên cho chiếc xe như là bộ thảm trải sàn. Với bộ thảm trải sàn của chiếc xe này thì nó được trang bị bằng cao su, giúp cho anh chị và các bạn có thể là vệ sinh nó dễ dàng hơn. Trần xe thì nó sẽ trang bị 4 cửa gió điều hòa ở giúp cho hàng ghế thứ 2 và hàng ghế thứ 3 nó sẽ nhanh mát hơn. Và cái không gian khoang lái của chiếc xe thì nó vẫn có những cái chi tiết anh chị bạn có thể thấy là bác chủ bác ý rất là kỹ tính. Ốp bảo vệ ở phần cánh cửa này đến những cái phần chi tiết bậc lên xuống để chống xước. Ghế ngồi của những cái chiếc xe giá rẻ này thì nó vẫn sử dụng là ghế chỉnh cơ thôi, để nó giảm giá thành xuống giúp cho anh chị và các bạn dễ dàng tiếp cận hơn. Đấy, tính năng tiện ích của chiếc xe thì nó vẫn đầy đủ như là chống bó cứng phanh, rồi là cân bằng điện tử, hay là những cái tính năng hỗ trợ như là có màn hình giải trí này. Vô lăng thì vẫn có tích hợp đầy đủ các chức năng cho anh chị và các bạn như là tăng chỉnh âm lượng, lách chuyển bài, đàm thoại. Và phía sau vô lăng thì nó sẽ có cho anh chị và các bạn cụm đồng hồ hiển thị thông tin về có rồi những cái chi tiết như là gạt mưa, rồi là hệ thống chỉnh đèn. Máy móc của chiếc xe thì em cũng sẽ mời anh chị và các bạn đi tham quan ngay sau đây. Với cỗ động cơ của chiếc xe nó sử dụng là máy 1.5. Nó sẽ giúp cho anh chị và các bạn di chuyển nó tiết kiệm và ổn định. Đây là những cái chi tiết về phần nắp capo đến những phần thanh răng mồ nối của chiếc xe. Đảm bảo cam kết cho anh chị và các bạn trên văn bản hợp đồng giấy tờ, không đâm va, không ngập nước. Có hỗ trợ các thủ tục sang tên di chuyển, giao xe toàn quốc và cái mức giá của chiếc xe Suzuki
XL7 máy 1.5 sản xuất năm 2020 với mức giá hiện tại em đang chào anh chị và các bạn chỉ có 455 triệu, giá vẫn còn giảm và thương lượng, hỗ trợ sang tên di chuyển, giao xe toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Rất cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo. Anh chị và các bạn quan tâm có thể là ủng hộ em, đóng góp ý kiến cho em để em có thể hoàn thiện hơn, mang đến nội dung đầy đủ hơn cho mọi người.